Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, như quý vị đã biết mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Đức Phước đã có những cái tuyên bố về cái chuyện ngân sách nhà nước sạch sẽ tiền, song rù rằng ông Hồ Đức Phước mới đây đã đưa ra những lời được cho là đính chính trong cái nỗ lực thuyết phục người dân cần phải hiểu đúng về tình hình ngân sách nhà nước hiện nay. Và như chúng tôi đã nói với quý vị ở cái bài nói chuyện trước đây, đó là những cái quan chức cộng sản người ta nói gì thì chúng ta chỉ tin một nửa, và một nửa còn lại thì chúng ta phải tìm hiểu họ có ý đồ gì. Và thưa quý vị, cái điều đó chúng tôi nói chưa đầy 12 tiếng đồng hồ thì Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Đức Phước lại viện dẫn cho rằng những cái việc mà báo chí phản ánh đưa tin theo đó là không đúng tinh thần. Mà theo Hồ Đức Phước, có thể là do tôi nói tiếng Nghệ, tức là Nghệ An, nên tôi không, nên mọi người đã nghe không rõ và viết sai ý của tôi. Thưa quý vị, một cái giải thích của Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Đức Phước, từng là Tổng Kiểm toán Việt Nam, nó đã gây ra những xôn xao dư luận về cái điều trước đó. Bản thân ông Hồ Đức Phước trong một cái cuộc họp của Chính phủ đối với Ban Thường vụ Quốc hội đã nói về chuyện ngân sách trống rỗng, và đến bây giờ thì ông lại lật lại những cái điều mà ông phát biểu trước Thường vụ Quốc hội, mà ông cho rằng do ông nói tiếng Nghệ An nên bị các cái phóng viên hiểu lầm và không hiểu những cái điều tôi muốn truyền đạt. Nói xong, ông Hồ Đức Phước còn cười, đó là cái tường trình của báo Tiền Phong cho hay. Thưa quý vị, cái vấn đề này theo chúng tôi có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là ông Hồ Đức Phước đã bạch hóa các cái thông tin mà một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn cho dân biết về cái thực trạng ngân sách Việt Nam hiện nay ra sao. Và vấn đề thứ hai có thể là trình độ năng lực của ông Hồ Đức Phước diễn đạt những cái ý mà nó không rõ nghĩa, dẫn tới những cái việc hiểu lầm. Song chúng tôi nghiêng về cái ý kiến thứ nhất, đó là có những cái lãnh đạo cao cấp ở trong Đảng yêu cầu ông Hồ Đức Phước phải đính chính lại ngay, vì người ta không muốn cho nhân dân biết là cái ngân sách nhà nước hiện nay đã cạn kiệt, không đủ tiền mà chi tiêu. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chính, một lần nữa chúng tôi tha thiết đề nghị quý vị sẽ dành cho KTV những cái like. Và những cái like đó, nó là những cái hình thức quý vị ủng hộ cho một cái công cuộc vận động dân chủ tiệm tiến. Bởi nhờ các cái like này mà các cái chương trình cũng như bài nói chuyện của KTV được đề xuất trên trang chủ của mạng xã hội YouTube, và điều đó giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với chương trình của KTV nhiều hơn. Và rõ ràng trong những ngày vừa qua, số lượng truy cập của KTV tăng lên rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành những cái sự ủng hộ cho KTV. Và thưa quý vị, nếu như cách giải thích của ông Hồ Đức Phước sau một cái lời lẽ biện minh được cho là cái khoản chi cho chống dịch bây giờ nó hết thôi, chứ còn ngân sách nhà nước thì không có bao giờ có thể hết được cả. Mà những cái diễn giải của tôi tới ông Hồ Đức Phước để cho Thường vụ Quốc hội hiểu một cái tình trạng các cái khoản chi dự phòng trong việc chống dịch đã hết và nhanh chóng thông qua một cái khối lượng tiền bổ sung là 14.620 tỷ. Mà theo Hồ Đức Phước làm sao mà ngân sách nhà nước khó khăn được. Tuy nhiên thưa quý vị, người ta nói rõ ràng ngân sách nhà nước là hết sức khó khăn. Bởi vì nếu không khó khăn, tại sao không bỏ tiền ra mua vaccine? Tại sao các cái gói hỗ trợ của chính phủ không thực hiện đến nơi đến chốn? Rồi kể cả những cái gói hỗ trợ mới cho người dân, đặc biệt những người lao động nghèo ở các cái vùng tâm dịch không giải quyết. Và thưa quý vị, người ta nói có lẽ đến bây giờ cái năng lực trình độ của các cái quan chức cộng sản Việt Nam nó là một cái vấn đề cần phải xem xét. Mà cái điều đó trong các bài nói chuyện liên quan tới cái việc Thủ tướng ông Phạm Minh Chính truy bài các cái lãnh đạo các tỉnh, cụ thể là Kiên Giang và Tiền Giang, thì quý vị đã thấy các cái lãnh đạo cấp tỉnh là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mà nghe câu hỏi còn không hiểu Thủ tướng hỏi câu gì, chứ đừng nói người ta phải tự nghĩ ra những việc người ta cần làm cho dân cho nước. Và thưa quý vị, theo một cái quy luật, người ta nói
Tiền bạc không thể tự nhiên sinh ra, mà nó chỉ biến từ túi người này sang túi người khác. Đó là một trong cái nội dung cho bài nói chuyện tối hôm nay. Chúng tôi đề cập hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là những cái giải pháp để có thể giúp cho Thủ tướng Phạm Minh Chính sẵn sàng có vài tỷ đô la trong tay để tiến hành chống dịch. Điều này làm cái điều cấp thiết nếu như cái phát biểu của Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã bị những ai đó có ý muốn bịt miệng không cho dân biết, thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp để quý vị thấy rất là dễ dàng. Chỉ trong thời gian 3 tháng, trong tay ông Phạm Minh Chính sẽ có một cái khoản tiền vài tỷ đô la để có thể chống dịch cũng như cứu trợ cho nhân dân trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Và một cái vấn đề thứ hai, thưa quý vị, một trong những cái giải pháp đó, chúng tôi xin khẳng định với quý vị, thực hiện những cái điều chúng tôi nói dưới đây, thì cứ gõ vào đầu trợ lý của Tổng Bí thư ông Hồ Mẫu Ngoạt, thì lập tức sẽ rõ hết tất cả mọi vấn đề. Và đó làm cái chìa khóa then chốt để mở cánh cửa tới vài tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi nói những cái điều này có lẽ quý vị bất ngờ. Mà như quý vị đã biết lâu nay, người ta vẫn nói rằng ông Hồ Mẫu Ngoạt và ông Đinh Bannon là hai trợ lý của Tổng Bí Thư, là hai trùm tham nhũng, là hai vua chạy chức, mua bán chức quyền. Thậm chí người ta ví ông Hồ Mẫu Ngoạt như một cái nhân vật hòa thân ở Trung Quốc dưới thời vua Càn Long. Thì chúng tôi xin kể lại với cái quý vị những cái câu chuyện tàu. Theo đó, cuối đời vua Càn Long, quốc khố nhà Thành khi đó trống rỗng, vua con nhà Gia Khánh liền ngồi rất lo lắng vì họ sẽ không có ngân sách để chi tiêu cho quốc gia. Trong khi ở Trung Quốc lúc đó thiên tài dân tỉnh điêu linh, ai cũng khổ sở ai oán. Tuy nhiên trước khi qua đời, vua cha là Thái Thượng Hoàng Càn Long đã nói với vua con là Gia Khánh, ngân khố của chúng ta hiện nay đang để ở trong phủ Hòa Khôn. Và thưa quý vị được biết, sau khi vua cha Thái Thượng Hoàng Càn Long qua đời được 5 ngày, lập tức vua con là Gia Khánh ra quyết định tịch thu toàn bộ tài sản của quan tham Hòa Khôn mà người ta gọi dưới cái tên Hòa Thân. Và thưa quý vị có thể tưởng tượng, chỉ trong phủ của Hòa Khôn, vua Gia Khánh đã thu được một cái khối tài sản gấp 15 lần ngân khố của quốc gia. Thưa quý vị, vậy là triều đình của vua con Gia Khánh một lúc đạt được nhiều mục đích. Một là có ngân sách để chi tiêu. Thứ hai là thể hiện mình là một cái vị minh quân mới, sẵn sàng ra tay diệt trừ chống tham nhũng. Vấn đề thứ ba là vua Gia Khánh làm được là răn đe các cái quan lại triều đình nhà Thanh lúc đó. Họ phải chùm tay lại, không dám tham mô cũng như nhũng nhiễu người dân. Song thưa quý vị, đó một cái điều quan trọng. Đó là lấy lại được niềm tin của dân chúng Trung Quốc thời điểm đó, bởi vì người ta bị hành hạ bằng những cái quốc nạn tham nhũng trầm trọng. Đó là lý do lịch sử ở Trung Quốc ghi lại trong thời gian trị vì của mình. Gia Khánh Đế, tức vua Gia Khánh, đã có những cái hành động nỗ lực khôi phục lại triều Thanh sau một cái thời gian dài đã bị lũng đoạn bởi một cái tên thân cận của vua Càn Long, đó là Hòa Thân, một quan tham nổi tiếng. Mà một trong những việc nổi tấn nhất của vua Gia Khánh Đế đó là hành quyết Hòa Thân để làm gương cho những cái kẻ tham nhũng. Và thưa quý vị, những cái câu chuyện chúng tôi vừa kể thì được một số người đánh giá rằng đã đến lúc ông Phạm Minh Chính không thể để những cái kẻ ngạo nghễ đạo đức giả phát biểu những cái câu vô ý thức như tiền nhiều để làm gì, mà phải thừa nhận một cái thực tế rằng nếu bây giờ chính phủ của ông Phạm Minh Chính không có tiền thì chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ thua trong cái việc chỉ đạo chống dịch. Và thưa quý vị, người thua cuối cùng là nhân dân, bởi vì nhà nước không thể huy động sức dân mãi. Các ông cứ nói nhân dân rồi các doanh nghiệp đóng góp tiền cho các ông, mà các ông không hiểu được rằng sức dân cũng như sức của doanh nghiệp cũng chỉ có hạn mà thôi. Bởi vì người dân sẵn sàng hy sinh, phục vụ cho đất nước, cho dân tộc, nhưng người dân không thể để cho các ông lạm dụng một cái cách quá mức, trong khi rất nhiều quan chức cộng sản, họ đang sống một cái cuộc sống phè phỡn, xa hoa, xa rời với nhân dân. Còn đối với các doanh nghiệp thì quý vị cũng hiểu, họ không phải là đi vơ hay vét được tiền, mà họ phải có doanh thu. Phải có doanh thu thì họ mới có lợi nhuận.
Họ có lợi nhuận thì họ mới đóng thuế. Và nếu như cái tình trạng đóng cửa phong tỏa kéo dài, thì một cái vấn đề là doanh nghiệp không được sản xuất thì lấy đâu ra tiền để đóng góp cho các ông nữa. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính ủng hộ Đức Phước. Khi ủng hộ Đức Phước nói rằng ngân sách cạn kiệt, chúng tôi thừa nhận đó là cái điều không thể chối bỏ. Mà điều này chúng tôi đã nói với quý vị từ rất lâu. Trong các cái bài nói chuyện cách đây một vài tháng chúng tôi đã nói, thực chất họ không có tiền đâu, tất cả tiền chi tiêu không đủ. Rồi những cái câu chuyện người ta nói có một cái dự quỹ dự trữ ngoại hối gần 100 tỷ đô la cũng là một cái điều người ta gọi là lừa nhân dân mà thôi. Để chứng tỏ rằng họ có khả năng điều hành đất nước, điều hành kinh tế. Bởi vì chúng tôi nói nếu có trong tay 100 tỷ đô la thì không có cái chính phủ nào dại dột lại đi vay một cái khoản 3 triệu tỷ đồng Việt Nam để phục vụ cho cái tài khóa 2021-2026. Và thưa quý vị, tại sao lại để những cái ngân khoản tới hàng trăm tỷ đô la như vậy ở trong ngân hàng để làm gì, rồi phải đi vay ở các cái tổ chức tín dụng quốc tế? Một cái vấn đề thứ hai, nếu các ông có tiền thực sự thì các ông đã mua vaccine về tiêm cho dân, chứ các ông bây giờ không phải đi ăn xin một vài trăm ngàn liều hay một triệu liều vaccine để tiêm cho dân, mà hoàn toàn các ông không có khả năng chi trả. Đó là lý do tại sao chính phủ ông Phạm Minh Chính có một cái điều đột biến, đó là thực hiện một cái chính sách ngoại giao vaccine mà người dân Việt Nam nói rằng ngoại giao đi ăn xin mà thôi. Thưa quý vị, trở lại cái câu hỏi, vậy bây giờ một cái nguồn thu vài tỷ đô la, thậm chí vài chục tỷ đô la lấy từ đâu ra? Và đó là lý do giới phân tích cũng như các nhà bình luận cho rằng hiện nay ông Phạm Minh Chính phải ra một cái chỉ thị yêu cầu các quan chức cộng sản trong thời gian 3 tháng phải kê khai minh bạch tài sản của họ có bao nhiêu, rồi sau đó cứ đối chiếu vào cái bản kê khai tài sản. Nếu những cái tài sản nào phát hiện vượt quá những cái bản kê khai, lập tức tịch thu mọi tài sản và phải coi đó là hành động ăn cắp của nhân dân. Bởi vì trong những cái tình trạng khẩn cấp, chính phủ có quyền huy động tất cả mọi nguồn lực trong dân để phục vụ chống giặc, chống dịch. Và đó là những cái điều thường thấy trong một cái xã hội pháp trị cũng vậy. Nhưng một cái điều quan trọng hơn, người ta nói, tại sao ông Phạm Minh Chính không thực hiện một cái điều mà trong lịch sử Trung Quốc, vua Gia Khánh đã làm và thành công. Cái việc làm đó nó mang lại cho ông Phạm Minh Chính 4 điều. Nó thể hiện một cái quyết tâm chống tham nhũng một cách triệt để. Chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ nhận được một cái sự ủng hộ và lấy lại niềm tin của nhân dân. Nếu quý vị theo dõi trong các cái cuộc họp của chính phủ ông Phạm Minh Chính, quý vị thường thấy ông Phạm Minh Chính hay nói phải biến nguy thành cơ, và những công dân có trách nhiệm với đất nước cũng phải thấy rõ ba mối nguy cơ của Việt Nam hiện nay rất lớn và phải giải quyết. Đó là ba loại giặc: giặc ngoại xâm trên Biển Đông, giặc nội xâm là những cái kẻ tham nhũng, thêm một thứ giặc vô hình, đó là đại dịch Covid-19. Tuy nhiên cái cơ ở đây, một cái cách căn cơ thì chưa ai thấy rõ. Trong tác giả của bài viết liên quan tới những cái nguy và cơ theo phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tác giả Thái Nhiên cho rằng chúng ta phải nhìn lại cái vụ án của ông Trần Dụ Châu vào năm 1950, mà Trần Dụ Châu trong tư cách Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần của quân đội lúc đó đã tham nhũng một cái số tài sản và tiền bạc tương đương với khoảng 300.000 đô la Mỹ. Nhưng người ta nói với hai cái bản án mà ông Hồ Chí Minh ký tử hình đối với Trần Dụ Châu và Lê Sĩ Cửu, nó đã tạo ra một cái không khí nức lòng của nhân dân cũng như các cán bộ chiến sĩ. Và đó là một cái phần đã góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ. Người ta nói số tiền tham nhũng 300.000 đô la thời Trần Dụ Châu, nếu tính ra thì nó khoảng 7 tỷ đồng Việt Nam, thì nó không bằng một cái nhà nhỏ nhỏ của nhiều quan chức cộng sản Việt Nam hiện nay. Mà người ta nói người ta có được là do đốn củi, do buôn chổi đót, chạy xe ôm làm thêm đến thối mong tay. Và thưa quý vị, ông Hồ Chí Minh đã quyết lấy lòng binh sĩ bằng cách xử trảm Trần Dụ Châu để chứng tỏ rằng ông Hồ Chí Minh là một người liêm khiết, chí công vô tư.
ông Hồ Chí Minh phải có một bàn tay sạch mới dám làm những cái hành động quyết đoán như vậy. Và trong cái thời này, tại sao Nguyễn Phú Trọng không dám làm những cái việc có thể tuyên án tử hình một vài ai đó, kể cả những cái nhân vật được cho là thân cận của ông, cụ thể là Hồ Mẫu Ngoạn. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng dám làm điều đó thì mình chứng minh được rằng ông Nguyễn Phú Trọng mới có một cái điều gọi là liêm khiết, chí công vô tư. Chứ còn ông cứ quanh quẩn, kể cả cái việc người ta nói ông phải kê khai tài sản, mà ông Nguyễn Phú Trọng lại nói rằng những cái điều đó nó liên quan tới vấn đề cá nhân, những cái vấn đề riêng tư nên tạm gác lại. Thưa quý vị, trong cái bối cảnh mà chính phủ của ông Phạm Minh Chính hiện nay được cho là hết sức khó khăn trong vấn đề ngân sách, đó là lý do một số chuyên gia kinh tế đã đưa ra những cái câu hỏi là vậy ông Phạm Minh Chính và chính phủ của ông sẽ lấy đâu ngân khoản để phục vụ cho công cuộc chống đại dịch Covid-19, mà rõ ràng nó không chỉ là những cái khoản chi cho chống dịch mà nó còn liên quan tới đời sống của người dân trong vùng dịch. Mà trong cái giai đoạn hiện nay, nhiều quý vị đã biết, sản xuất thì đình đốn do giãn cách phong tỏa, do đó nhà nước cũng không thể thu thuế được, đó là một cái điều chắc chắn. Do đó có những ý kiến đề nghị, tức là đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ban hành lập tức một cái chỉ thị khẩn cấp trong việc minh bạch tài sản. Trên cơ sở đó, như chúng tôi đã nói, yêu cầu các cái quan chức Việt Nam theo những cái danh mục mà người ta quy định về cái việc kê khai tài sản trước đây, tất cả phải thực hiện một cách nghiêm túc, bắt đầu từ đầu, kê khai toàn bộ những cái tài sản thuộc sở hữu của cá nhân mình, và phải cam kết rằng nếu phát hiện ra những cái tài khoản, những cái tài sản để ngoài bản kê khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tất cả sẽ bị tịch thu. Ngoài ra các cái quan chức cộng sản sẽ bị xử lý về cái tội danh tham nhũng. Bởi vì như quý vị đã biết, những cái cơ sở, những cái căn cứ để thực hiện cái việc các cái cán bộ phải kê khai công khai tài sản, nó là những cái chỉ thị được ban hành từ lâu, nhưng dưới thời Nguyễn Phú Trọng bỏ qua và không quan tâm. Bởi vì theo Hiến pháp Việt Nam, khi đất nước có chiến tranh hoặc ở trong một cái tình trạng gọi là thiên tai địch họa, thì chính phủ có quyền trưng thu, trưng mua tài sản, thậm chí có thể tịch thu những cái tài sản phi pháp để lấy tiền phục vụ chống giặc, chống dịch. Và thưa quý vị, trong cái điều kiện người dân Việt Nam hiện nay quá khổ sở, với một số lượng người không nhỏ đang ở một cái tình cảnh thiếu đói, người ta buộc phải mò ra đường để đi kiếm miếng ăn, vậy mà các ông còn phạt tiền thì tại sao không tịch thu tài sản tham nhũng của các cơ quan chức để phục vụ trong công cuộc chống dịch? Chắc chắn nếu Phạm Minh Chính làm điều đó sẽ lấy được lòng dân. Bởi vì người ta nói hiện nay các cái quan chức cộng sản mà gọi là các cái ông hòa thân ở các cái nhiệm kỳ trước cũng vậy. Ví dụ như Tổng Bí thư nước Nông Đức Mạnh từng được mệnh danh là một người công nhân đốn củi. Vậy mà bây giờ quý vị cứ đối chiếu, ông Nông Đức Mạnh có những cái cung điện, tài sản có thể tới hàng trăm triệu, thậm chí 1 tỷ đô la Mỹ. Rồi có những cái nhân vật được cho là lúc nhỏ không có đèn dầu mà phải học bài bằng đèn đom đóm trong vỏ trứng. Vậy mà bây giờ lấy đâu ra tiền xây lăng mộ 5-6 hectare đất? Rồi mới đây, đó là một ông bộ trưởng, đại tướng Bộ Quốc phòng xây dựng một cái ngôi mộ người ta đồn đoán là khoảng 2.500 m². Nhưng qua những cái hình ảnh tra Google Map thì người ta thấy lên tới hơn 5.000 m². Số đất đó có thể tương đương sử dụng cho khoảng 300 ngôi mộ của dân thường. Rồi thậm chí không chỉ trông vào các cái quan chức tài sản, mà ông Phạm Minh Chính có thể cho cấp dưới rà soát các cái số tiền mà các cá nhân cũng như tổ chức mang danh nghĩa cứu trợ từ thiện từ trước tới nay. Số tiền đó hàng chục, hàng trăm tỷ, người ta thu vào nhưng người ta chi ra sao thì hoàn toàn vẫn chưa có những cái bản sao kê rõ ràng. Làm rõ sẽ có nhiều trăm tỷ. Đó là lý do theo giới phân tích, ông Phạm Minh Chính chỉ cần hai cái khoản vừa kể mà người ta chiếm dụng bất hợp pháp, đó là những cái tài sản của nhân dân, của đất nước, thì chính phủ của ông Phạm Minh Chính sẽ thu được nhiều tỷ đô la.
và thừa tiền để chống dịch cũng như cải thiện đời sống của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, liên quan tới cái vấn đề này, thì Đại tá Nguyễn Như Phong, Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, có đề cập tới một cái vấn đề mà ông Nguyễn Như Phong cho là cơ nào cho Việt Nam trong cái đại dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Như Phong, một cái cơ hội cho ông Phạm Minh Chính trong lúc này là cần phải sàng lọc lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, xuất phát từ những cái vấn đề nhân sự theo quy trình của ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn sai trái, và điều này nó là hệ quả của những cái vấn đề mua quan bán chức mà ra mà thôi. Theo Đại tá Nguyễn Như Phong cho hay, qua những gì mà thiên hạ thấy ở cái công tác điều hành các cái lãnh đạo các bộ, các tỉnh hiện nay, thì ai ai cũng thấy rõ rằng đội ngũ cán bộ chủ chốt của một số tỉnh, thành quá yếu kém. Cụ thể là họ không có kiến thức về quản trị xã hội, họ chỉ quen thói làm việc chỉ tay năm ngón, họ quen thói dựa dẫm vào cái đội ngũ tham mưu của họ, và họ chỉ biết nói phải 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 mà không biết chỉ đạo những cái chữ phải đó như thế nào và phải làm ra sao. Theo Đại tá Nguyễn Như Phong, hiện nay cái đội ngũ quan chức ở Việt Nam bằng cấp thì đầy mình nhưng hoàn toàn không có kỹ năng lãnh đạo, đặc biệt không có kiến thức về quản trị xã hội, hay nói ngắn gọn là toàn những cái kẻ bất tài dùng tiền để mua quan bán chức mà thôi. Vẫn theo Đại tá Nguyễn Như Phong, họ được lên chức đó có khi chỉ vì người ta cơ cấu, chỉ vì người ta trong cái công tác tuyển chọn cán bộ, mà người đứng đầu đảng hiện nay chỉ nặng về bằng cấp mà không coi trọng về thực chất. Đơn cử như ở Hà Nội, một cái ông chủ tịch thành phố có thể là một nhà khoa học giỏi, nhưng chắc chắn là một nhà quản lý tồi, đó là ông Chu Ngọc Anh. Có mỗi cái vụ giấy đi đường đơn giản như vậy, vậy mà thay lên thay xuống như người ta thay quần áo, để rồi dân trình cứ chạy loạn lên bởi cái giấy đó. Thậm chí Thủ tướng Phạm Minh Chính phải nhắc Hà Nội đừng có gây khó khăn cho nhân dân nữa. Theo Đại tá Nguyễn Như Phong, tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính với tư cách Thủ tướng Chính phủ không đưa những cái nhân vật quan chức đó là những cái tay chân của ông Trọng bổ nhiệm và đề xuất, phải đưa họ về đúng ngành, đúng nghề họ được học, không lẽ cứ được vào cấp ủy rồi họ đặt vào được cái ghế rồi họ làm ra sao cũng được hay sao? Theo Đại tá Nguyễn Như Phong nhắn với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng Thủ tướng phải nhìn rõ mối nguy, đó là từ đội ngũ cán bộ điều hành. Theo đó Thủ tướng phải khẩn trương sàng lọc, xem xét thật kỹ trình độ của các cái quan đầu tỉnh, đầu bộ để từ đó có thuốc chữa cho những cái bọn thất học này. Mà thuốc tốt nhất, theo Nguyễn Như Phong, hãy đưa họ về đúng chỗ của họ. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề mà người ta nói bây giờ cứ có ủng hộ mẫu ngoạc là có vài tỷ đô la liên quan tới các cái quan chức mua quan bán chức tham nhũng. Vì như quý vị đã biết, ông Hồ Mẫu Ngoạt và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hai nhân vật cực kỳ như hình với bóng. Người ta nói trong các cái cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì ông Hồ Mẫu Ngoạt luôn luôn ngồi sau lưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, ông Trọng đi đâu thì có Hồ Mẫu Ngoạt tháp tùng. Và đó là lý do người ta nói Hồ Mẫu Ngoạt phụ trách văn phòng Tổng Bí thư và luôn luôn là một cái trợ lý đắc lực trong suốt mười mấy năm qua cho Nguyễn Phú Trọng. Mà ông Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội khóa 12, khóa 13, thì chắc chắn những cái tác động của Hồ Mẫu Ngoạt đối với ông Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự được cho là dễ như trở bàn tay. Và đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra cho Hồ Mẫu Ngoạt được cho là một siêu quyền lực còn hơn Hòa Thân ở Trung Quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Để quý vị hiểu rõ hơn, mời quý vị xem một cái phóng sự của chúng tôi liên quan tới Hồ Mẫu Ngoạt và những cái cụ vụ chạy án, mua chức, mua quyền, để quý vị hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, liên quan tới cái vấn đề đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và bài viết đó tiết lộ cho biết, ngày 7 tháng 7 năm 2021, có một ủy viên Trung ương Đảng mà tác giả giấu tên, nhưng tác giả tiết lộ cho biết là một người có thân tình với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã trao đổi, đề nghị thẳng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng đã đến lúc Tổng Bí thư phải cho trợ lý của Tổng Bí thư là ông Hồ Mẫu Ngoạt về vườn ngay lập tức
Và nếu không, thì Ủy viên Trung ương này sẽ tiến hành điều tra những cái vụ bê bối tai tiếng có liên quan tới ông Hồ Ngũ Ngoạc, trợ lý của Tổng Bí thư. Thưa quý vị, nguồn tin của chúng tôi còn cho biết thêm rằng nguồn tin nội bộ cho biết vụ việc này có liên quan tới vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, con trai của cựu Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, trợ lý của cựu Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Thưa quý vị, đó là lý do theo giới phân tích. Người ta nói, mượt đường diệt quắc, hay là nếu trợ lý của Tổng Bí thư bị khởi tố, điều tra, thì người ta cho rằng có thể có những cái bước làm tới mượt gió bẻ măng. Và điều đó sẽ là một cái cơn địa chấn rung chuyển Hà Nội và có nguy cơ cái thành củi lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ đập bể lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái điều có thật. Và dĩ nhiên, thưa quý vị, trước hết, rất nhiều cán bộ cấp cao và nhiều cơ quan chấp pháp đang tập trung hợp tác để săn con hổ Hồ Mẫu Ngoạn. Song theo chúng tôi đánh giá, điều đó hơi khó xảy ra. Bởi vì ông Phạm Minh Chính nếu thực sự nhúng tay vào vụ việc này thì cũng rất khó, bởi thế và lực của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính chưa đủ. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là những bài hỏa mù tung ra trong giai đoạn này, không biết từ phe nào. Và nếu quý vị nghe toàn bộ những cái phần phân tích dưới đây của chúng tôi thì quý vị sẽ hiểu nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang ra sao. Thưa quý vị, có một cái điều đặc biệt. Việc này nó xảy ra sau Hội nghị Trung ương 3 và trước thềm kỳ họp Quốc hội thứ 15 sẽ khai mạc tại Hà Nội trong mấy ngày tới đây. Và điều đó nó liên quan gì tới cái việc sắp xếp ghế? Đặc biệt trong cái giai đoạn vừa qua, tại sao có 23 nhân vật lãnh đạo mới mà không được công bố danh sách? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng giữ cái tin tức đó để dành cho Quốc hội một cái sự bất ngờ. Nhưng thưa quý vị, đó chỉ là một cái vấn đề người ta nói như vậy, chứ thực chất ai mà chẳng biết cái danh sách 23 nhân vật đó là ai. Nhưng có một điều quan trọng là ông Nguyễn Phú Trọng muốn chậm trễ để điều chỉnh trong những cái việc sai sót kỹ thuật của phe Nguyễn Phú Trọng trong việc liên quan tới một số nhân vật mà được dư luận chú ý trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, ngược lại, cũng có nguồn tin từ số 1 Nguyễn Cảnh Chân, tức là Văn phòng Trung ương, cho biết hiện nay có những cái tin bắn tới Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Theo các cái nguồn tin của chúng tôi có được thì người ta nói nếu ông Nguyễn Văn Hưởng mà quá đà tiến hành bắt giữ trợ lý của Tổng Bí thư là ông Hồ Mẫu Ngoạc thì ngược lại, thế lực của Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt một cái nhân vật có tên là Lê Trung Hưng, tức Hưng Ta Nô. Mà nhiều quý vị đã biết, cái tên Nguyễn Văn Hưởng hơn 10 năm trước đây luôn 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 gắn liền với một cái tên là Hưng Ta Nô hay Lê Trung Hưng, một kẻ mà nhận Nguyễn Văn Hưởng là bố nuôi. Và thưa quý vị, trong 15 năm, bố nuôi Nguyễn Văn Hưởng làm mưa làm gió trên chính trường dưới thời mà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuy loát quyền lực trong đảng, thì Hưng Ta Nô cũng thực hiện hết công suất trong các phi vụ làm ăn trong gần ấy năm, đặc biệt trong cái lĩnh vực buôn bùa, buôn ghế, bán chức, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, những cái thông tin này trước đây vài giờ thì chúng tôi không thể tưởng tượng nó lại có những điều như vậy. Những điều chúng tôi vừa kể đó là từ một cái bài viết Hồ Mẫu Ngoạc, Lê Trung Hưng và Bí mật Cung đình Việt Nam của tác giả Mai Hoa Kiếm. Trong bài viết này, tác giả phân tích những cái lý do tại sao lại nổi lên cái vụ việc liên quan tới Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của Nguyễn Văn Hưởng, và ông Hồ Mẫu Ngoạc cũng như ông Lê Trung Hưng. Đó là những cái tên tuổi nổi tiếng trong cái việc chạy án, chạy chức, buôn bùa bán chức ở Việt Nam hiện nay. Mà người ta đã nói về ông Hồ Mẫu Ngoạc rằng có những cái vụ việc liên quan tới các vụ trọng án hay các vụ việc trong việc có những cái vấn đề liên quan tới mua quan bán chức buôn bùa cần cứ tìm đến ông Hồ Mẫu Ngoạc, trợ lý của Tổng Bí thư, thì tất cả đều giải quyết được. Những vấn đề gì không giải quyết được thì ông Hồ Mẫu Ngoạc sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Đó là cái triết lý của ông Trương Văn Cam, tức Năm Cam, một chùm mafia trước đây tại thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, theo bài viết cho biết, ông Hồ Mẫu Ngoạc sinh ngày 15 tháng 7 năm 1956
ở Nghệ An, là cựu ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, từng là vụ trưởng vụ văn thư, phó văn phòng Trung ương Đảng. Sau tới năm 2008, thì ông Hồ Mẫu Ngoạt được luân chuyển về làm phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Hai năm sau, vào tháng 10/2010, ông Hồ Mẫu Ngoạt sau khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm tới đưa về làm phó bí thư Thanh Hóa, thì Ngoạt được rút về Hà Nội làm phó tránh văn phòng Trung ương. Và chỉ 3 tháng sau, thưa quý vị, Ngoạt được lọt vào ban chấp hành Trung ương tại Đại hội 11. Và đến tháng 8 năm 2011, thì Hồ Mẫu Ngoạt được Tổng Bí thư điều chuyển từ phó chánh văn phòng Trung ương sang giữ chức trợ lý cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư. Thưa quý vị, trước khi đi vào chân dung của trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt, thì chúng tôi phải thưa với quý vị, đặc biệt những quý khán thính giả cũ của KTV, thì có rất nhiều thông tin trong bài nói chuyện hôm nay mà quý vị đã từng nghe, thậm chí có những chi tiết được nghe nhiều lần. Xong, đây là cái bài viết chúng tôi muốn giới thiệu một cách chi tiết để quý vị thấy một cái vấn đề nó có logic ra sao. Thưa quý vị, nhận xét về Hồ Mẫu Ngoạt thì giới phân tích có một cái đánh giá chung khẳng định rằng Hồ Mẫu Ngoạt và ông Nguyễn Phú Trọng như hình với bóng, đặc biệt trong các cái cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thì Hồ Mẫu Ngoạt luôn luôn ngồi một cái bàn đằng sau lưng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với cái việc để ông Trọng cần các cái tài liệu, các tư liệu, các dữ liệu thì Hồ Mẫu Ngoạt cung cấp kịp thời. Tuy nhiên, với cái tư cách trợ lý của Tổng Bí thư thì Hồ Mẫu Ngoạt có thể biết hết các cái thông tin, kể cả các cái thông tin tuyệt mật về các cái hoạt động của Bộ Chính trị trong việc bổ nhiệm, phân công hay kỷ luật. Đó là những cái thuận lợi của Hồ Mẫu Ngoạt. Ngoài ra, được biết trợ lý Tổng Bí thư ông Hồ Mẫu Ngoạt thường xuyên tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi công cán ở các bộ, các ban, các ngành, các cơ quan trung ương. Và đặc biệt, trước đây khi ông Nguyễn Phú Trọng còn khỏe, thì Hồ Mẫu Ngoạt tháp tùng Tổng Bí thư đi xuống các tỉnh, thành của cả nước. Thưa quý vị, tại Đại hội 12, vào tháng 1 năm 2016, thì ông Hồ Mẫu Ngoạt đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 12 đã xếp vào một cái danh sách tái cử ban chấp hành Trung ương khóa 12. Thậm chí, ông Nguyễn Phú Trọng đã quy hoạch chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 cho Hồ Mẫu Ngoạt. Và thưa quý vị, chính chiếc ghế của Hồ Mẫu Ngoạt đã bị phe của Nguyễn Tấn Dũng cưa. Và chiếc ghế đó đã lọt vào tay của Đinh La Thăng ngoài dự kiến nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một trong các lý do mà tại sao Đinh La Thăng sau Đại hội 12 chỉ mỗi thời gian rất ngắn về nhậm chức bí thư Thành ủy Sài Gòn đã bị ông Nguyễn Phú Trọng chạm một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, thưa quý vị, liên quan tới cái việc người ta xử lý Đinh La Thăng thì như quý vị đã biết, nó liên quan tới cái việc Đinh La Thăng đã chỉ mặt nhà thầu Trung Quốc trong cái công trình đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, như quý vị đã biết, cũng như việc Đinh La Thăng được Trung ương điều động về giữ chức vụ bí thư Thành ủy Sài Gòn đã giành mất chiếc ghế của Võ Văn Thưởng khi đó. Và điều đó làm cho Lê Thanh Hải, người đỡ đầu của Võ Văn Thưởng, đã hợp tác với Nguyễn Phú Trọng để hạ bệ Đinh La Thăng. Thưa quý vị, cái việc Hồ Mẫu Ngoạt không lọt được vào Trung ương khóa 12 dù rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ý xếp cho một chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị, cũng bởi Hồ Mẫu Ngoạt có các cái lối sống về đạo đức tác phong, đặc biệt việc quan hệ với phụ nữ. Và đặc biệt Hồ Mẫu Ngoạt có cái vấn đề bê bối trong vấn đề tiền bạc, trong vấn đề chạy chức, trong vấn đề chạy ghế, vân vân và vân vân. Và rất nhiều ủy viên Trung ương đã mắc bẫy của Hồ Mẫu Ngoạt mà tiền mất tật mang, thậm chí phải ngậm miệng. Đó là lý do tại sao Hồ Mẫu Ngoạt không giành được một cái sự ủng hộ đủ để lọt vào trong danh sách 200 ủy viên Trung ương tại Đại hội 12. Và điều đó có nghĩa là cộng với việc Hồ Mẫu Ngoạt bị đánh văng ra khỏi danh sách ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 thì giấc mơ Hồ Mẫu Ngoạt lọt vào Bộ Chính trị cũng tan thành mây khói. Và kể cả những cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng từng nói với Hồ Mẫu Ngoạt rằng sẽ cố gắng tạo điều kiện cho Hồ Mẫu Ngoạt trở thành người kế cận ông Trọng, tức giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,
Thưa quý vị, điều này, nếu quý vị nghe tiếp những cái điều chúng tôi trình bày dưới đây liên quan tới một con người có tên là Hồ Mẫu Ngoạn, thì quý vị hiểu rằng ông Nguyễn Phú Trọng làm con người ra sao. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực sự có ý sắp đặt cho Hồ Mẫu Ngoạn chiếc ghế kế cận ông Trọng, tức giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội 13 hoặc 14 tới đây. Thưa quý vị, dù rằng Hồ Mẫu Ngoạn đã thất thế ở Đại hội 12, tuy vậy ông Hồ Mẫu Ngoạn vẫn được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và tiếp tục giữ chức trợ lý phụ trách văn phòng trung ương cho đến ngày hôm nay. Mà về mặt nguyên tắc, chiếc ghế đó phải dành cho một cái nhân vật ủy viên trung ương giữ cương vị trợ lý cho Tổng Bí thư. Tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng đã phá lệ giao cho Hồ Mẫu Ngoạn làm việc này bất chấp sự phản đối của Bộ Chính trị và những cái quy định của điều lệ đảng. Và đó là lý do giới phân tích những người không ưa Trọng nói rằng Hồ Mẫu Ngoạn là một chỗ dựa, thậm chí là tay họp chìa khóa cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó ông Nguyễn Phú Trọng không thể rời Hồ Mẫu Ngoạn, và đồng nghĩa với việc động vào Hồ Mẫu Ngoạn tức là động vào Tổng Bí thư. Thưa quý vị, từ trước đến nay có rất nhiều thông tin lan truyền về quyền lực tàng hình nhưng vô biên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí có nhiều ủy viên Trung ương Đảng, người ta xâm xì với nhau rằng quyền năng trong bóng tối của Hồ Mẫu Ngoạn, trợ lý của Tổng Bí thư trong 15 năm qua còn hơn nhiều ủy viên Bộ Chính trị các khóa. Đó là lý do tại sao Hồ Mẫu Ngoạn chả thiết gì vô trung ương. Vì Hồ Mẫu Ngoạn xác định ngồi sau Tổng Bí thư, dựa bóng Tổng Bí thư, nắm những tin tức bí mật của cung đình, thậm chí có thể rỉ tai với Tổng Bí thư những cái vấn đề kể cả liên quan chiếc ghế này sẽ cho ai, chiếc ghế kia sẽ cho thằng nào, kể cả lấy chiếc ghế của thằng A đưa cho thằng B, vân vân và vân vân. Và tất cả những cái rỉ tai của Hồ Mẫu Ngoạn đối với Tổng Bí thư đều là tiền là bạc cả. Thưa quý vị, người ta cho rằng ông Hồ Mẫu Ngoạn đứng sau lưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thậm chí là để giật dây trong vấn đề kỷ luật người nọ, cách chức người kia, kể cả vấn đề đề bạt. Thậm chí chính Hồ Mẫu Ngoạn là kẻ rỉ tai cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ném thằng kia vào lò, con nọ vào lò. Và người ta còn nói Hồ Mẫu Ngoạn là một người soạn thảo một cái quy trình cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành thanh trừng các cái phe nhóm chính trị. Người ta nói Hồ Mẫu Ngoạn cũng là quân sư để đưa các cái phe cánh của Nghệ An vào Bộ Chính trị, như chúng tôi đã nói với quý vị từ trước tới nay. Tại sao các cái nhân vật Nghệ An như Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng lọt vào Ban Bí thư, sau đó lọt vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13 cũng nhờ một tay của Hồ Mẫu Ngoạn. Đặc biệt hơn, theo giới phân tích, ông Hồ Mẫu Ngoạn còn giải thoát cho Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải khỏi cái giá treo cổ trước cái thời điểm cận kề với Đại hội 13. Thưa quý vị, Hồ Mẫu Ngoạn được đánh giá là một người phụ trách văn phòng Tổng Bí thư, đồng thời là một trợ lý đắc lực nhất trong các đời Tổng Bí thư, đặc biệt là trong suốt 10 năm làm trợ lý cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại là trưởng tiểu ban nhân sự của các khóa 12 và 13. Nên chắc chắn phải có sự tác động của Hồ Mẫu Ngoạn để gửi người nọ người kia với Tổng Bí thư. Và người ta nói Trọng và Ngoạn tuy hai mà là một, tuy một mà là hai, tức là ý Ngoạn là ý Trọng, ngược lại ý Trọng là ý Ngoạn mà thôi. Mà Hồ Mẫu Ngoạn là một cái kẻ vua chạy án, vua chạy chức, thì quý vị có thể hình dung ra một cái mối liên hệ móc xích giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Mẫu Ngoạn có liên quan ra sao trong việc bán ghế, mua ghế, thậm chí là tống tất cả những ai mà Hồ Mẫu Ngoạn muốn đưa vào lò để giành lại những chiếc ghế béo bở đó trao cho người khác. Thưa quý vị, đó là tại sao dư luận xã hội cũng như giới phân tích, đặc biệt các ủy viên trung ương đánh giá ở Việt Nam hiện nay, có thể nói Hồ Mẫu Ngoạn là một cái nhân vật, là một cái mẫu người gần giống như hòa thân, là một cái kẻ trợ thủ cho vua Càn Long ở Trung Hoa trước đây. Bởi vì Hồ Mẫu Ngoạn được đánh giá có đầy đủ các yếu tố từ tính cách kín đáo đến khả năng giao dịch. Và thậm chí đó là lý do tại sao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắm và giao cho Hồ Mẫu Ngoạn, nếu như không có cái trục trặc thì sẽ là người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bởi vì Hồ Mưu Ngoạt là một cái nhân vật nắm rất nhiều bí mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vấn đề mà cái phe của một cái ủy viên trung ương như đầu bài nói, chúng tôi nói với Nguyễn Phú Trọng phải cách chức ngày Hồ Mưu Ngoạt, nếu không thì có những cái phe phái trong đảng ra tay khởi tố đối với Hồ Mưu Ngoạt. Mà khởi tố đối với Hồ Mưu Ngoạt nghĩa là người ta nắm được các cái bí mật của Tổng Bí thư qua khai thác Hồ Mưu Ngoạt. Và thưa quý vị, đó là những lý do tại sao trong những ngày này sau hội nghị Trung ương 3 khóa 13 thì người ta thấy hầu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất tâm mất tích. Có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng do đại dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội, với ở một cái tuổi cao thì ông Nguyễn Phú Trọng phải tránh. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi cho rằng nó có liên quan tới Hồ Mẫu Ngoạt. Thưa quý vị, ngay từ sau đại 11, khi Hồ Mẫu Ngoạt là ủy viên trung ương được chọn là trợ lý của Tổng Bí thư, thì chính Hồ Mẫu Ngoạt là người tham mưu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái việc ra một cái nghị quyết Trung ương 1 về việc chỉnh đốn nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực chất đó là một hành động giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực. Và nghị quyết Trung ương 4 là một cái công cụ được giới phân tích đánh giá để Nguyễn Phú Trọng có thể chặt chém bất kỳ quan lớn, quan bé. Và điều đó cũng gây ra bao nhiêu lỗi phiền toái cho các đảng viên trong cả nước. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một cái điều quan trọng hơn. Đó là Hồ Mẫu Ngoạt đã lợi dụng chức vụ và vị trí cận kề Tổng Bí thư để kiếm tra và trở thành trung tâm chạy chức chạy quyền, chạy tội chạy củ lượt, vân vân và vân vân. Có những cái bằng chứng mà điều này chúng tôi đã từng gửi tới quý vị, đó là trước nguy cơ bị đưa vào lò với hàng loạt các cái sai phạm dưới thời ông Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruồi, giữ chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì được biết Nguyễn Văn Bình đã phải tự nguyện đưa cho Hồ Mẫu Ngoạt 5 triệu đô la với một cái mục đích duy nhất, nhờ Hồ Mẫu Ngoạt nói chuyện với Tổng Bí thư để giúp cho Nguyễn Văn Bình tránh được cái án kỷ luật. Và điều đó nó cũng y như những người thân cận cho biết đối với Hồ Mẫu Ngoạt là loại cá ngáo ăn tạp, cứ đưa tiền là xong, nếu đảm bảo lo tiền đủ theo yêu cầu Hồ Mẫu Ngoạt thì việc gì cũng xong. Thậm chí Hồ Mẫu Ngoạt còn hùng hồn tuyên bố với những người thân cận, đó là các cái ủy viên trung ương, tao bảo thằng nào nhảy xuống ao cũng phải nhảy. Thưa quý vị, thậm chí quyền lực của Hồ Mẫu Ngoạt tới cái việc mà Hồ Mẫu Ngoạt hoành hành với những nhân vật thân cận như vậy, thì quý vị hiểu Hồ Mẫu Ngoạt là ai. Thưa quý vị, qua cái thương vụ mà Hồ Mẫu Ngoạt giúp cho Nguyễn Văn Bình thoát tội, và người ta nói Nguyễn Văn Bình đã phải chi một cái khoản tiền 5 triệu đô la. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, 5 triệu đô la cũng chẳng phải là tiền của Nguyễn Văn Bình, mà Nguyễn Văn Bình yêu cầu các cái ngân hàng, đặc biệt các cái ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, là những người trước đây chịu ơn Nguyễn Văn Bình rất nhiều, tập trung để đưa cho Nguyễn Văn Bình số tiền đó để chuyển cho Hồ Mẫu Ngoạt. Thưa quý vị, như cái trường hợp đối với đại gia Lê Thanh Thản, mà điều này gần đây chúng tôi đã thưa với quý vị thông qua cái việc công an thành phố Hà Nội dưới cái sự giật dây của Nguyễn Đức Trung trước đây quyết định khởi tố đối với Lê Thanh Thản trong các cái sai phạm liên quan tới các dự án xây cất ở Hà Nội, sai pháp luật, sai thiết kế, vân vân và vân vân. Đặc biệt có cái vụ việc Lê Thanh Thản, tức đại gia Điếu Cày, câu kết làm ăn liên quan tới cái dự án 1.500 tỷ tại khu đô thị Thanh Hà trước đây, và Lê Thanh Thản đã bị Nguyễn Đức Trung yêu cầu công an thành phố khi đó tiến hành khởi tố về các cái tội danh xây dựng trái phép. Và chiếc xe của dư luận được biết Lê Thanh Thản đã tới gặp Hồ Mẫu Ngoạt, và qua Hồ Mẫu Ngoạt cuối cùng Lê Thanh Thản trở thành một cái nhân vật được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu. Và được biết trong cái thương vụ vừa kể thì Lê Thanh Thản hai lần đến gặp Hồ Mẫu Ngoạt và đưa cho Hồ Mẫu Ngoạt tổng cộng 6 triệu đô la Mỹ. Và thưa quý vị, và kết quả thì như quý vị đã thấy, Hồ Mẫu Ngoạt hoàn toàn thoát tội cho đến ngày hôm nay, dù rằng công an thành phố Hà Nội trước kia đã có những cái quyết định khởi tố nhưng không thi hành được, và cuối cùng cho đến hôm nay Lê Thanh Thản vẫn bình an vô sự, và Lê Thanh Thản trở thành một cái sân sau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, gần đây mỗi lần báo chí hay truyền thông nhà nước đưa tin liên quan tới cái việc khởi tố đối với tập đoàn Mường Thành thì đại gia Điếu Cày Lê Thanh Thản
được mô tả là rất bình tĩnh vì đã có Tổng Bí thư cũng như Hồ Mẫu Ngoạt che chắn, trùng vị kể cả những nhân vật có thế lực ở trong đảng, cụ thể là đồng hương Nghệ An của Hồ Mẫu Ngoạt, cũng phải chi cho Hồ Mẫu Ngoạt những cái khoản tiền để chui vào Ban Bí thư, rồi sau đó chui vào Bộ Chính trị, đó là các nhân vật Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, hay Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Để chui vào Ban Bí thư, Hồ Mẫu Ngoạt đã yêu cầu ông Phan Đình Trạc phải đưa cho Hồ Mẫu Ngoạt 3 triệu để lo việc. Còn riêng với Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì Hồ Mẫu Ngoạt thông cảm là mày ít được quà biếu, ta lấy 1 triệu. Thưa quý vị, ở đây là 1 triệu đô la. Và kết quả như quý vị đã thấy, không chỉ Trạc và Thắng lọt vào Ban Bí thư của Đại hội 12 mà sang Đại hội 13 hai nhân vật trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Thưa Quốc hội, nhiều cán bộ nhân viên trong văn phòng Trung ương được biết rất bức xúc, họ bàn toán về những hoạt động tham ô tham nhũng liên quan tới trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tên là Hồ Mẫu Ngoạt. Đặc biệt Hồ Mẫu Ngoạt còn có những cái vấn đề về vãn cũng như hay để ý và tán tỉnh các cái nhân vật phụ nữ trẻ ở trong văn phòng Trung ương. Và điều đó đã có rất nhiều đảng viên của văn phòng Trung ương đã báo cáo Tổng Bí thư, nhưng hoàn toàn không thấy Tổng Bí thư xử lý vấn đề này. Tổng Bí thư nói rằng đó là cái vấn đề quan hệ về công việc và tình bạn, vấn đề đó là vấn đề của cá nhân. Thưa quý vị, đó là sơ bộ để quý vị thấy những cái hình ảnh của Hồ Mẫu Ngoạt trợ lý của Tổng Bí thư ra sao. Tại sao người ta nói Hồ Mẫu Ngoạt là một trùm chạy án, trùm chạy chức, thậm chí Hồ Mẫu Ngoạt là tổng đạo diễn nhân sự của đại hội cũng vì cái lý do như chúng tôi vừa trình bày. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề mà văn phòng Trung ương, những cái thế lực liên quan tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngược lại, khi mà có một ủy viên Trung ương ngày 7 tháng 7 năm 2021, tức là cách đây chưa đến một tuần, có đến gặp Tổng Bí thư và nói với Tổng Bí thư phải xử lý, hoặc ít nhất là phải cho Hồ Mẫu Ngoạt nghỉ. Nếu không thì họ sẽ tiến hành các cái áp lực để có thể truy tố Hồ Mẫu Ngoạt. Và như chúng tôi đã nói với quý vị ở phần đầu bài nói, đáp lại từ văn phòng Trung ương, người ta có ý kiến gửi tới Nguyễn Văn Hưởng và cho rằng nếu Nguyễn Văn Hưởng cố tình bắt Hồ Mẫu Ngoạt thì họ sẵn sàng bắt Hưng Ta Nổ. Đó là một nhân vật được cho là con nuôi của Nguyễn Văn Hưởng. Để quý vị hiểu hơn về Lê Trung Hưng tức Hưng Ta Nổ, chúng tôi giới thiệu về chân dung của mafia Lê Trung Hưng để quý vị rõ tại sao trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái người mà ngoài đời người dân tỏ ra kính trọng họ, tôn trọng họ, thậm chí thần tượng họ, nhưng thực tế nếu quý vị nghe những điều chúng tôi trình bày dưới đây, mà đây không phải là những cái vấn đề mới, nó là những cái vấn đề đã có từ trước đây, nay chúng tôi chỉ nhắc lại để dành cho những quý khán thính giả mới của KTV được biết. Thưa quý vị, về chân dung của một người tên là Lê Trung Hưng tức Hưng Ta Nổ, dưới phân tích có ý kiến cho rằng có nghĩa là Hưng Mafia, hay gọi ngược lại có nghĩa là Mafia Hưng cũng được, và có lẽ gọi ngược lại nó đúng nghĩa hơn với bản chất của con người có tên Lê Trung Hưng. Theo đó, Lê Trung Hưng tức Hưng Ta Nổ có một cái thủ đoạn rất xảo quyệt, và thưa quý vị, có thể nói khái quát để quý vị hình dung tại sao chúng tôi lại nói rằng những cái nhân vật được cho là thần tượng trong một đám đông dân chúng hiện nay, nhưng mà nó là những cái việc hết sức, thậm chí là chúng ta nghe xong thì chúng ta lập tức coi thường. Ví dụ như Hưng Ta Nổ nắm được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, và đặc biệt ông Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, một người chưa từng qua một trường lớp công an nào, mà ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phong cho Lê Hồng Anh chức Đại tướng Công an. Thưa quý vị, cũng phải nhắc lại, Lê Hồng Anh chính là bố nuôi của Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay đang thụ án 5 năm tù giam. Thưa quý vị, Hưng Ta Nổ được biết luôn luôn nói cũng là con nuôi của Lê Hồng Anh, và Lê Trung Hưng dùng cái thủ đoạn đó là bắt đầu bắn tỉa với những người nhờ Lê Trung Hưng giúp đỡ trong việc thăng tiến trong quan lộ. Trước tiên là một cái bữa nhậu mà cái người muốn nhờ Lê Trung Hưng giúp đỡ trong cái vấn đề thăng quan tiến chức sẽ đến nhà Lê Hồng Anh để nhậu một bữa,
thậm chí có cả mặt Trần Đại Quang trong cái bữa nhậu đó. Và sau đó là một bước thứ hai bắt buộc phải có, là một cái buổi gặp mặt, là một bữa nhậu tiếp theo để chào bạn, hay gọi là chào xuân ra mắt. Mà để có cái bữa tiệc thứ hai, theo những người thân cận cho biết, phải chuẩn bị một vài triệu đô la Mỹ, cỡ khoảng 50 tỷ đồng Việt Nam để chào xuân. Đó là những phần quà cho Trần Đại Quang hay ông Lê Hồng Anh. Còn những vấn đề tiếp theo thì Lê Trung Hưng sẽ lo lắng. Có nghĩa là trong 50 tỷ này, chào xuân sau thì Lê Trung Hưng sẽ bắt đầu các cái động tác môi giới. Thưa quý vị, mỗi khi nhắc đến cái việc thăng quan tiến chức trong khoảng 10 năm trở lại đây thì người ta nói phải nhắc tới hai cái tên là Lê Trung Hưng, tức Hưng Tân Hồ và Hồ Mẫu Ngoạc. Được biết Lê Trung Hưng sinh ngày 19 tháng 10 năm 1970, tức là còn rất trẻ, quê ở Hưng Yên, đồng hương với ông Tô Lâm, nhưng thực chất quê gốc của Hưng Tân Hồ là ở Phù Cát, Bình Định. Bố Lê Trung Hưng là ông Lê Đình Hào, là một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Thưa quý vị, Lê Trung Hưng mang biệt danh Hưng Tân Hồ là lấy tên Tano, một cái nhân vật trùm mafia trong phim Một Mình Chống Lại Mafia đã từng trình chiếu ở Việt Nam. Được biết trước đó, Lê Trung Hưng công tác tại ngành hải quan ở tỉnh Bình Định, sau đó đã từng bị kỷ luật. Thưa quý vị, cái tên Hưng Tano được dư luận xã hội Việt Nam gắn cho Lê Trung Hưng cũng là để chỉ bản chất của con người này. Nhưng một cái điểm nổi bật nhất mà nhiều người biết đến Lê Trung Hưng, hầu hết là các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ Lê Trung Hưng để môi giới trong cái việc chạy chức chạy quyền, và đặc biệt trước mỗi cái kỳ đại hội đảng là một cái mùa làm ăn của Lê Trung Hưng. Một cái câu hỏi chắc chắn quý vị sẽ đặt ra là Lê Trung Hưng tại sao lại làm được những cái điều tày đình như vậy? Đó là cái điều người ta nói là buôn vua. Thưa quý vị, qua các cái nhân sự có quan hệ với Hưng Tân Hồ cho biết, sau khi kết thúc một cái cuộc chạy đua chức vụ hoặc đối thủ của Hưng Tân Hồ đã nói cho biết, phần nào sẽ giải đáp những câu hỏi mà quý vị thắc mắc. Đó là đầu tiên Hưng Tân Hồ đã móc nối được với những người làm công tác tổ chức ở Trung ương, đặc biệt ở sau Đại hội 9 khi mà ông Hồ Đức Việt là trưởng ban tổ chức Trung ương, thì thông qua Hồ Đức Việt, xin lỗi quý vị, Trung ương khóa 10 chứ không phải khóa 9, và qua Hồ Đức Việt, Hưng Tân Hồ có một cái quan hệ chặt chẽ với một người tên là Tỉnh, trợ lý của Hồ Đức Việt. Và nhân vật có tên Tỉnh này chính là đầu mối đã cùng Hưng Tân Hồ đưa ra hoặc đưa vào các cái danh sách nhân sự để thăng quan tiến chức. Và thưa quý vị, sau Hồ Đức Việt đến khóa 11, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên và ông Tô Huy Rứa là trưởng ban tổ chức Trung ương, một nhân vật quê ở Thanh Hóa, là một người được ông Lê Khả Phiêu tin tưởng, từ phó giám đốc Học vận viện Tuyên huấn lúc đó được đưa về Trung ương giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Khi đó Nguyễn Văn Tỉnh vẫn là một trợ lý rất tin cậy của Tô Huy Rứa, bởi vì Tô Huy Rứa khi đó thế trần vào cái chức trưởng ban tổ chức Trung ương vẫn thực hiện đúng những cái quy định, những cái kế hoạch của thời Hồ Đức Việt là trưởng ban tổ chức Trung ương. Thưa quý vị, tuy nhiên những cái người hiểu việc cho biết, nếu chỉ dựa vào những cái địa chỉ như Tô Huy Rứa hay Hồ Đức Việt thì rõ ràng chưa đủ, vì những cái nhân sự cấp cao phải là quyết định của tập thể Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư có ý kiến quyết định. Và Hưng Tân Hồ, tức là Lê Trung Hưng, chính là cái cao hàn gắn các cái mối quan hệ của các bộ ủy viên Bộ Chính trị cũng như thành viên Ban Bí thư trong việc vote biểu quyết lựa chọn các cái nhân sự cao cấp của trong đảng. Và Hưng Tân Hồ đã lợi dụng việc quen biết, giới thiệu qua các mối quan hệ để tiếp cận với các ủy viên Bộ Chính trị, để rồi vận động dành các cái phiếu bầu cho những nhân vật có tên X, Y, Z mà được cơ cấu trong cái vấn đề bổ nhiệm nhân sự cao cấp. Thưa quý vị, để làm được việc đó, người ta cho biết đầu tiên Lê Trung Hưng, tức Hưng Tân Hồ, làm quen với những cái chiến sĩ cảnh vệ hay những người lái xe cho các ủy viên Bộ Chính trị, rồi từ những cảnh vệ hay người lái xe thì Lê Trung Hưng biết được lịch hoạt động của các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư. Đặc biệt Lê Trung Hưng đã biết được ngày giỗ, ngày lễ, khi nào thì các ủy viên Bộ Chính trị ốm đau, khi nào thì đi công tác ở nước ngoài. Đó là những cái cơ hội để
Hưng Tà Nô bất ngờ gõ cửa nhà các ủy viên Bộ Chính trị để thăm hỏi và tặng quà. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái lực lượng cảnh vệ như bà Tổng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã từng kể, trước hết là phải cảm ơn các anh cảnh vệ của tôi, vì các anh đã giúp tôi rất nhiều trong cái việc uống rượu, mà nhờ hai cảnh vệ của tôi thì tôi mới đỡ phần bị say rượu. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị biết rằng những cái cảnh vệ có cái mối quan hệ đặc biệt với các ủy viên Bộ Chính trị, kể cả cái nhân vật lái xe cũng vậy. Thưa quý vị, thậm chí các ủy viên Bộ Chính trị nam giới còn sợ lái xe riêng của mình, bởi vì các ông lãnh đạo ngồi trên xe lắm lúc cũng buông lời ong bướm với ai đó, và chắc chắn cảnh vệ cũng như lái xe nó nghe được. Thưa quý vị, trở lại cái việc Hưng Tà Nô xuất hiện đúng vào các cái ngày giỗ, ngày Tết, lễ giỗ chạp, lễ lạc vân vân và vân vân, hoặc đến thăm ở bệnh viện. Lê Trung Hưng với tư cách là con là cháu đến chăm sóc với những cái món quà mà ủy viên Bộ Chính trị trông thấy mặt Hưng Tà Nô đã biết sẽ được một cái món không nhỏ. Và đó là lý do tại sao Hưng Tà Nô đã tạo được một cái lòng thương cảm với hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị các khóa. Và nếu ai cần chạy chức chỉ cần đưa đủ tiền cho Hưng Tà Nô theo giá Hưng Tà Nô đặt ra, thì Hưng Tà Nô sẽ làm cái trách nhiệm thuyết phục cũng như vận động các ủy viên Bộ Chính trị trong cái cuộc họp thông qua những cái danh sách nhân sự do trưởng ban tổ chức trung ương đưa ra. Thì ai có tiền thì được ok, ai không có tiền thì Lê Trung Hưng nói không ok. Thế là xong. Xong có một điều rất quan trọng, đó là dưới cái thời của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thì Hưng Tà Nô chỉ bám chặt vào Lê Hồng Anh. Lúc đó Lê Hồng Anh sau khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức thường trực Ban Bí thư, và một cái nhân vật thứ hai sau Đại hội 11, đó là nhân vật có tên là Tô Hữu Đứa, trưởng ban tổ chức trung ương. Thưa quý vị, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có các cái nhân vật biết tên cũng như quen mặt Hưng Tà Nô. Tuy nhiên cái việc tiếp cận với Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng là khó, nhưng tiếp xúc với ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái điều bình thường. Tại vì người ta nói bản thân Nguyễn Xuân Phúc trước đây, kể từ cái thời mà còn là phó văn phòng chính phủ, thì cũng phải nhờ Hưng Tà Nô mới ngồi được cho đến ngày nay. Và Hưng Tà Nô đã thành công trong rất nhiều việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp, kể cả các nhân vật như Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vân vân, thì cũng phải nhờ Hưng Tà Nô mới có những cái thế lực như ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà quý vị nghe có thể giật mình. Nó cũng không khác gì cá nhân tôi. Cách đây khoảng 10-15 năm chúng tôi nghe những cái thông tin này không tin, nhưng cuối cùng qua tìm hiểu thì chúng tôi đã tin. Thưa quý vị, với những cái vị mà thích ăn nhậu như chúng tôi đã nói, Lê Trung Hưng sẽ mời đến nhà Lê Hồng Anh ở 64 Phan Đình Phùng nhậu nhẹt. Nếu mà để thêm sum trò thì gọi thêm Trần Đại Quang đến. Còn với những cái vị không thích ăn nhậu thì Hưng Tà Nô không sử dụng Lê Hồng Anh hay Trần Đại Quang, bởi vì Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang rất ham nhậu. Lê Hồng Anh thì quý vị đã biết nghiện rượu, không lúc nào là mồm không có mùi rượu. Và đó là lý do tại sao bản thân ông bà Dũng, một cái bạn thân của Lê Hồng Anh, cũng nói: mày phải bớt cái chuyện rượu chè đi, người ta nói với tao nhiều lắm rồi. Còn những cái người mà không thích nhậu nhẹt thì Hưng Tà Nô lại khoe là con nuôi của tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, để gây quan hệ. Và thưa quý vị, bố của Hưng Tà Nô là một bạn thân của tướng Hưởng. Đó là lý do tại sao tướng Nguyễn Văn Hưởng đã cưu mang Hưng Tà Nô từ nhiều chục năm qua. Nhưng từ khi tướng Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu vào năm 2013 thì có mối quan hệ giữa Hưng Tà Nô với tướng Nguyễn Văn Hưởng cũng mờ nhạt phần nào. Nhưng Hưng Tà Nô vẫn sử dụng tên tuổi của ông bố nuôi để bắt những mối quan hệ đặc biệt đối với cán bộ trong ngành công an. Được biết Hưng Tà Nô đã tạo các mối liên hệ thân thiết với cơ quan cảnh sát điều tra, đặc biệt dưới cái thời ông Phan Văn Vĩnh, tức Vĩnh Chột, là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Nói về quan hệ của Hưng Tà Nô đối với các lãnh đạo ngành công an thì phải kể đến cái mối quan hệ với ông Trần Đại Quang cũng như Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là lý do những cái lãnh đạo trong ngành công an rất biết hai nhân vật có tên Trần Đại Quang trước khi còn sống, và bây giờ là ông Tô Lâm, có cái quan hệ đặc biệt với Hưng Tà Nô.
Do đó, hầu hết các tướng lĩnh trong ngành công an muốn thăng quan tiến chức thì phải có tiếng về Hưng Tân Hồ thì mới được lên chức hoặc sắp xếp vào các vị trí quan trọng, kể cả từ cái chức cục phó trở lên. Tuy nhiên, thưa quý vị, có những cái người tỏ ra coi thường Hưng Tân Hồ, phải kể đến một cái nhân vật có tướng tên là tướng Chí Thành, tổng cục trưởng tổng cục an ninh trước đây, hay trung tướng Trần Văn Vệ, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, vì không tỏ ra thân thiện với Hưng Tân Hồ. Và đó là lý do tại sao Trần Văn Vệ không được lên chức tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, mà chỉ giữ chức quyền tổng cục trưởng, sau đó phụ trách của văn phòng cục cảnh sát điều tra C01. Và điều đó nó cũng giải thích cho quý vị tại sao Trần Văn Vệ lại có mặt ở trong cái vụ án đối với tướng Nguyễn Văn Hưởng, trong việc khởi tố và truy tố con trai tướng Hưởng trong cái vụ việc Vũ Nhôm đã hối lộ cho Nguyễn Duy Linh. Đó là lý do tại sao trong một thời gian dài, như quý vị đã biết, những người ở ngành công an đều nhắc tới Hưng Tân Hồ với một cái sự kính trọng nhất định. Và Hưng Tân Hồ cũng trở thành một cái nhân vật VIP, tức là một cái nhân vật đặc biệt quan trọng khiến cho lãnh đạo ngành công an phải kính nể. Thậm chí Hưng Tân Hồ không giấu giếm, đọc tên vanh vách bộ trưởng nào phải nhờ tao. Nhưng thưa quý vị, Lê Trung Hưng vào năm 2004 thì đã từng nhận một cái án của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm vì tội lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ quyền lực để trục lợi. Đó là thời gian mà Lê Trung Hưng công tác tại Tổng cục Hải quan. Trước đó, Lê Trung Hưng công tác tại Hải quan Bình Định. Mặc dù Lê Trung Hưng là một cái người đã bị kỷ luật và chịu án tù, nghĩa là có một cái lý lịch bất hảo như vậy, nhưng Lê Trung Hưng sau này vẫn khai man lý lịch để có một cái bản khai lý lịch sạch sẽ. Đó là một doanh nhân thành đạt, tham gia Ngân hàng Bảo Việt với chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Thưa quý vị, hẳn còn nhớ cái vụ Ngân hàng Bảo Việt liên quan tới tổng giám đốc Nguyễn Văn Phúc, một cái người quê ở Nghệ An đã dính và xa lưới pháp luật. Vậy mà thưa quý vị, chỉ là một cái phần tử thoái hóa thoát ra từ tội phạm bị tù, mà ở Việt Nam người ta gọi là công dân hạng hai. Nhưng quý vị không thể ngờ rằng Lê Trung Hưng, tức Hưng Tân Hồ, đã có một cái biệt phủ ở khu vực dành cho các ủy viên trung ương cũng như lãnh đạo ở phủ Tây Hồ, mà là khu đó người Hà Nội gọi là khu Bộ Chính trị Tây Hồ. Và cái biệt thự của Lê Trung Hưng, kể cả các cái vị lão thành cách mạng cao tuổi giữ chức vụ cao trong đảng không dám nghĩ tới. Người ta nói tại cái khu biệt thự của Hưng Tân Hồ trong khu Bộ Chính trị ở Tây Hồ, đó là nơi mà Lê Trung Hưng chỉ cần sử dụng điện thoại di động gọi một câu thì hàng loạt các cái quan chức cao cấp của đảng và nhà nước phải đến gặp Lê Trung Hưng bất kỳ lúc nào để nhận những cái chủ trương hoặc trả ơn cho Lê Trung Hưng. Và điều này thường xảy ra trước, trong và sau các kỳ đại hội đảng toàn quốc. Thưa quý vị, để quý vị hiểu rằng tại sao lại có cái danh gọi Hưng là Hưng Tân Hồ, và đến đây quý vị đã hiểu Lê Trung Hưng xuất hiện như thế nào và quyền lực của Lê Trung Hưng cho đến đâu, tại sao Lê Trung Hưng lại tạo ra được mỗi chỗ dựa vững chắc với sức mạnh có thể xuyên thủng hệ thống quyền lực. Lê Trung Hưng có thể sử dụng sức mạnh của đồng tiền kiếm được từ những cái vụ áp phe chính trị để lũng đoạn cũng như thao hóa nội bộ. Và đó là lý do đã rất nhiều lần các cái đảng viên cao cấp ở trong đảng, những cái đảng viên cách mạng lão thành, đã làm đơn tố cáo Lê Trung Hưng đối với các đời lãnh đạo trước đây, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà tại sao Lê Trung Hưng vẫn bình an vô sự? Và người ta nói Lê Trung Hưng luôn luôn là một cái mối nguy hiểm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy ai có thể tiêu diệt được Lê Trung Hưng? Và tại sao không diệt Lê Trung Hưng, không diệt Hồ Mẫu Ngoạc để ngăn chặn cái tình trạng mua quan bán chức chạy quyền mà người ta cho rằng phổ biến hơn bao giờ hết, nhất là dưới cái thời ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư? Thưa quý vị, đều biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần muốn ra tay tiêu diệt mafia Nguyễn Lê Trung Hưng. Nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn không dễ với Nguyễn Phú Trọng, bởi vì Lê Trung Hưng được cái sự che chắn của rất đông những ủy viên Bộ Chính trị. Thưa quý vị, dư luận xã hội ít biết đến Hưng Tân Hồ, bởi Hưng Tân Hồ không nổi tiếng trên thương trường.
Nhưng Lê Trung Hưng rất giỏi trong cái danh sách buồn vua bán chúa, trong các cái vụ chính trị dàn xếp quyền lực thao túng chính trường. Đó là lý do người ta nói Lê Trung Hưng không nổi tiếng trên thương trường nhưng nổi danh trong thế giới ngầm. Đặc biệt, kể từ khi Lê Trung Hưng được bố già Nguyễn Văn Hưởng nhận làm con nuôi. Thưa quý vị, tại sao cái vấn đề vụ án đối với đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, lại nổi lên trong cái giai đoạn từ đầu năm 2021 cho đến nay? Thì như quý vị đã biết, Nguyễn Văn Hưởng vốn là tổng đạo diễn của cái chính phủ ông Nguyễn Tân Dũng trong hai nhiệm kỳ, đó là 2006 tới 2011 và 2011 tới 2016. Một số người đã nói rằng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng là một cái kẻo mưu sâu quỷ kế, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để gây chia rẽ nội bộ. Nguyễn Văn Hưởng là một cái người phụ trách công tác tình báo của Bộ Công an, đã sử dụng lực lượng an ninh cũng như tình báo trong tay dựng ra các vụ án cũng như các hồ sơ giả, kể cả đối với các lãnh đạo cao cấp trong Đảng hay trong Bộ Công an, để tiêu diệt hay bóp chết bất kỳ đối thủ nào mà Nguyễn Văn Hưởng không ngờ. Một số người còn nhận định rằng tướng Hưởng là một kẻ tàn ác và khát máu nhất trong lịch sử ngành an ninh Việt Nam, chỉ sau Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên, đó là ông Trần Quốc Hoàn. Thưa quý vị, lâu nay cái tên của tướng Nguyễn Văn Hưởng gắn liền với cái tên Hưng Tano, mà Hưởng nhất là con nuôi. Hơn 10 năm làm bố nuôi, khi mà Nguyễn Văn Hưởng làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam thì cũng là lúc Hưng Tano cũng hoạt động hết công suất thực hiện các phi vụ mù quan bán chức trong trường ấy năm. Có rất nhiều những giải thoại kinh hoàng về Hưng Tano trong việc thao túng giới lãnh đạo Việt Nam. Đó là các cái chức bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị cũng nhờ tay Hưng Tano mà có. Đặc biệt, mafia Hưng Tano được cho là rất siêu, nổi danh trong cái việc môi giới chạy chức chạy quyền cho cán bộ cấp cao. Đặc biệt trong các kỳ đại hội đảng thì người ta thấy hầu như Lê Trung Hưng làm việc một ngày 20 tiếng đồng hồ. Đặc biệt các cái tướng lĩnh trong ngành công an hay quân đội cũng vậy, muốn được quy hoạch lên cao, giữ những cái lòn, những cái trọng trách quan trọng thì con đường nhanh nhất là tìm đến Hưng Tano để giải quyết. Tuy nhiên thưa quý vị, với những ai thuận với Hưng Tano thì được sống và được thăng tiến, những ai chống Hưng Tano thì chỉ có một cái đường chết trở lên. Thưa quý vị, nếu quý vị biết thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng ngay kể cả cựu chủ tịch Quốc hội ông Nguyễn Sinh Hùng cũng đã suýt mất mạng bởi Hưng Tano, và một cái người chết thay cho Nguyễn Sinh Hùng trong cái vụ ngân hàng Đại Dương, đó chính là Hà Văn Thắm, một cái người từng giàu có thứ 8 trên giàn chứng khoán một thời trước đây, vì không tuân lệnh của Hưng Tano mà cuối cùng chủ tịch tập đoàn Đại Dương, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Hà Văn Thắm đã phải vào tù với một cái bản án chung thân. Mà tất cả người ta nhìn lại lý do là Hà Văn Thắm rì gần với Hưng Tano. Thưa quý vị, thậm chí người ta nói tại hội đảng khóa 10, chính Hưng Tano đã dẫn ông Trần Đại Quang đến nhà riêng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, và Trần Đại Quang đã nộp tô cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh theo số lượng mà Tano chỉ định. Ngoài ra, Trần Đại Quang đã có những cái món quà cho Hưng Tano rất đậm. Đó là lý do tại sao tại cái đại hội 10, Trần Đại Quang lần đầu tiên lọt vào Ban chấp hành Trung ương. Vậy mà chỉ chưa đến giữa nhiệm kỳ mà Trần Đại Quang đã có tên trong danh sách ứng viên Bộ trưởng Bộ Công an. Và điều đó cũng nhờ một tay Hưng Tano mà thôi. Thưa quý vị, trong đại hội khóa 10 cũng vậy, Hưng Tano từng vỗ ngực khoe với những người thân cận, là những cái nhân vật như Đinh La Thăng, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Được biết những cái nhân vật vừa kể và còn nhiều nữa, phải chi cả triệu đô la, có người chi đến chục triệu đô la. Và đến đại hội đảng khóa 11 cũng vậy, thưa quý vị, những cái nhân vật như Tô Lâm, Phạm Quý Ngọ cũng phải nhờ Hưng Tano chạy cho vào Trung ương. Và đặc biệt trường hợp Phạm Quý Ngọ trong cái vụ nhận hối lộ 1 triệu đô la từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, cũng một tay Hưng Tano, mà theo Hưng Tano khoe cái chiến công lột xác cho Phạm Quý Ngọ thoát tội. Rồi thưa quý vị, sau đại hội 12, Hưng Tano
đã từng vỗ ngực khoe rằng sắp xếp các cái vị trí phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng cho các cái nhân vật, kể cả Đại hội 13 cũng vậy. Đó là các cái tên Vương Đình Huệ, Lê Minh Hưng, Nguyễn Chí Dũng, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thành. Riêng Bùi Thành tức Thành Đầu Đinh mà cũng nhờ Hưng Thano chạy được cái chức Thứ trưởng Bộ Công an, Bùi Văn Thành đã phải bán hai căn biệt thự để chạy chức, nhưng chỉ lên được chức Thứ trưởng chứ không vào được Ban Chấp hành Trung ương. Và thưa quý vị, dưới thời mà Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc đó Lê Trung Hưng đã bỏ Nguyễn Văn Hưởng và về dưới trướng của Trần Đại Quang. Và đó là lý do người ta nói ngành công an dưới thời Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ở cái Đại hội 11 đã làm cho tổ chức ngành công an sập sệch, cũng một bàn tay của Hưng Thano. Nói về cái giá chạy chức của Hưng Thano đặt ra, thưa quý vị, theo những người thân cận với Hưng Thano cho biết, tùy vào các cái chức khác nhau, muốn vào Trung ương thì ở cái mức khoảng chục triệu đô trở lên, còn muốn vào Bộ Chính trị thì phải chuẩn bị một cái gói khoảng vài ba chục triệu đô la Mỹ. Và Hưng Thano đã chạy được cho nhiều người. Tuy nhiên nhờ có một cái nhân vật có tên là Bùi Cao Tình đã giúp cho Hưng Thano rất nhiều trong cái vấn đề này. Thậm chí có những người được quy hoạch mà hoàn toàn không có sự giúp đỡ của Hưng Thano, nhưng mà bản thân cái nhân vật đó không biết rằng mình đã được quy hoạch, nhưng vẫn tìm đến Hưng Thano và cuối cùng mất hoàn tiền. Thưa quý vị, có một cái chiêu mà người ta kể liên quan tới Hưng Thano. Ví dụ như một cái ông A được giới thiệu làm quen với Hưng Thano, muốn đặt vấn đề chạy một cái ghế bộ trưởng. Hưng Thano, như chúng tôi đã nói, sau cái việc chào màn ra mắt, Hưng Thano sẽ dẫn cái nhân vật có tên là A đó đến nhà một số ủy viên Bộ Chính trị, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng, với cái mục đích mà Hưng Thano nói với cái ông A kia là: để tôi đến, tôi nhờ cậy nói với anh Trọng, với anh Dũng xem sao. Nhưng mà thực ra đến nhà của Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng là cái việc Hưng Thano có thể vào được trong nhà bình thường. Nhưng mà đến nơi thì Hưng Thano nói với cái ông A đó ngồi ở trong xe, còn Hưng Thano một mình đi lên. Nhưng thật ra đi lên vào gia đình ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, Hưng Thano tới thăm, gọi là hỏi thăm sức khỏe, rồi sau đó tặng một chút quà. Và đó là lý do cái nhân vật A ngồi trong xe thấy Hưng Thano một lúc quay lại gật gù nói khả năng là được thì tin sái cổ. Thưa quý vị, thậm chí người ta nói thời mà ông Tư Sang giữ chức chủ tịch nước ở Hà Nội thì Hưng Thano cùng với Đặng Thị Hoàng Yến, một người người ta còn nói là bồ nhí của Tư Sang, đưa những cái khách hàng tương tự như vậy để đến nhà Tư Sang nhậu. Và thưa quý vị, chỉ cần mời anh nọ anh kia đến nhà Tư Sang gặp bữa nhậu thế là xong, Hưng Thano và Đặng Thị Hoàng Yến có thể làm vài chục củ. Như chúng tôi đã nói với quý vị, Hưng Thano nắm hầu hết các lái xe, các cảnh vệ của các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi các bộ trưởng quan trọng trong chính phủ. Thậm chí Hưng Thano bỏ tiền ra trả lương nuôi hàng tháng cái đội ngũ này để thường xuyên cung cấp tin về cái vấn đề lịch trình công tác, ngày giỗ, ngày Tết, chuyến đi nước ngoài. Thậm chí các cảnh vệ lái xe trong quá trình ngồi trên ô tô nghe lỏm những câu chuyện mà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại kể lại cho Hưng Thano. Hưng Thano lấy những cái thông tin đó để về chế biến, mang đi hù dọa lấy tiền. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng cái vấn đề giới thiệu về cái nhân vật Hưng Thano, rồi những cái câu chuyện mà Hưng Thano đã từng giúp cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc hối lộ cho bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là vợ ông Nam Trì, 100.000 đô la. Mà đó là lý do tại sao ông Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã phải thúc thủ bó gối trong cái vấn đề xử lý kỷ luật đối với Nguyễn Tấn Dũng về cái vụ đại án Vinasin. Và thưa quý vị, được biết nhóm của Nguyễn Văn Hưởng, kể cả Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, đã dùng cái hồ sơ mà Hưng Thano thu thập được trong việc hối lộ cho vợ Nguyễn Văn Trì, tức bà Nguyễn Thị Thủy, 100.000 đô la. Và cuối cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát nạn. Và đó là lý do tại sao Nguyễn Phú Trọng phải gạt nước mắt ngậm mùi vì không kỷ luật được Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 hồi tháng 10 năm 2012. Thưa quý vị, đó là chúng tôi chưa nhắc đến những cái vấn đề liên quan
Tới cái việc gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một cái bức thư được cho là của vợ Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, gửi đòi tiền Hồ Mẫu Ngoạt và Lê Trung Ngừng trong cái việc nhận tiền của gia đình Trung tướng Phan Văn Vĩnh để chạy án, với một cái số tiền áp chừng 10 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, quay lại những cái vấn đề liên quan tới Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nổi lên trong cái thời gian gần đây, và cái vụ việc này nguyên nhân sâu xa đó là có một cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2019. Cuộc gặp gỡ này diễn ra tại nhà Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng tại cái khu vực Vinhome Long Biên. Cuộc họp đó có sự góp mặt của nhiều ủy viên Bộ Chính trị dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là các nhân vật được cho là thân cận của ông Ba Dũng trước đây. Những cái nhân vật đó có thể kể tên như Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, hay kể cả chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng có mặt. Ngoài ra còn một số nhân vật khác. Thưa quý vị, ngoài cái sự góp mặt của các ủy viên Bộ Chính trị thì còn có rất nhiều các đại gia đồng ngầu tham dự. Tuy nhiên, Phạm Nhật Viện Vingroup từ chối tham gia cái cuộc trao đổi thảo luận. Mà được biết mục tiêu của hội nghị đó, đó là nhóm Nguyễn Văn Hưởng và các nhân vật thân cận của Ba Dũng đề ra những cái giải pháp cần phải thực hiện trong việc chuẩn bị tối đa khả năng để nhằm mục đích duy trì quyền lực và chuẩn bị vấn đề tài chính cho Đại hội 13, với một cái chủ trương của Nguyễn Văn Hưởng đưa ra là cần phải loại bỏ những cái đối thủ chính trị, đó là những cái nhân vật mà họ không điều khiển được. Hơn nữa, phải bằng mọi cách không để Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải hay Nguyễn Duy Linh, con trai Nguyễn Văn Hưởng, kể cả Hưng Tano, bị dính vào trong cái vấn đề tố tụng nếu xảy ra. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao quý vị đã thấy phải đến sau Đại 13 thì cái nhân vật con trai Nguyễn Văn Hưởng mới bị bắt giữ và khởi tố. Ngoài ra, thưa quý vị, cái chủ trương của cái hội nghị tháng 6 năm 2019 của nhóm Nguyễn Văn Hưởng đó là họ sẽ tổ chức cho các cái nhóm lợi ích hay các cái đại gia tiến hành thâu tóm một số ngân hàng. Trong số đó có Exim Bank, Sacombank và một số không tiện nêu ra. Và đó là cách mà nhóm Nguyễn Tân Dũng thấy rằng phải chuẩn bị rất nhiều tiền để phục vụ một cái chủ trương như đã thực hiện và thành công tại Đại hội 12. Đó là không cần Trung ương hay Bộ Chính trị lựa chọn, giới thiệu, mà dùng tiền để mua các cái đại biểu tham dự Đại hội Đảng. Theo kế hoạch của tháng 6 năm 2019, nhóm của Nguyễn Văn Hưởng đã đề ra một kế hoạch sẽ mua 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc với giá mỗi người khoảng 3 tỷ đồng. Và như vậy, thưa quý vị, với số đại biểu tham dự Đại hội 13 là 1.480 đại biểu, nếu mua một người 3 tỷ đồng thì sẽ đạt được khoảng 2/3 số phiếu các đại biểu dự đại hội mà không cần sự giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương khóa trước. Và thưa quý vị, cái vụ việc này đã bị Tổng cục 2 phát hiện, và đó là lý do tại sao chánh án Nguyễn Hòa Bình đã giao nộp băng ghi âm toàn bộ cái buổi họp đó cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do tại sao cái vụ án liên quan tới Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ 5 triệu đô la cho Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của tướng Nguyễn Văn Hưởng, đã tưởng chừng chìm xuồng. Kể cả việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã báo cáo Tổng Bí thư rằng không có đủ cơ sở để khởi tố, và vụ án đó đã được gấp hồ sơ. Thậm chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm còn đề nghị Tổng Bí thư xử lý kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với Nguyễn Duy Linh. Nhưng thưa quý vị, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng phát hiện được cái âm mưu này thì đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng như Bộ Công an, mà cụ thể là Cơ quan Cảnh sát Điều tra, khởi tố điều tra lại. Và chỉ sau 15 ngày người ta đã tiến hành bắt giữ đối với Đại tá Nguyễn Duy Linh, và chỉ bằng một cái thời gian ngắn của vài ba tuần người ta đã có kết luận điều tra truy tố Nguyễn Duy Linh với cái cáo buộc nhận 5 triệu đô la từ Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên, cái vấn đề này chúng tôi đã nói với quý vị rất nhiều, khó có khả năng có thể xử lý được Nguyễn Duy Linh. Và đó là lý do tại sao nó lại nảy ra một cái vấn đề liên quan tới cái đòn phản công của nhóm Nguyễn Văn Hưởng, dọa bắt kể cả trợ lý Tổng Bí thư để đổi lại sự tự do của Nguyễn Duy Linh, con trai của tướng Hưởng. Thưa quý vị, và cái vụ án này đã lan rộng, nó liên quan tới cả Lê Trung Hưng. Và trong cái số nhân vật đó có một cái hoàng thân quốc thích, đó là Hồ Hữu Hòa, một cái tay môi giới mà người ta nói có những mối quan hệ với Hồ Mẫu Ngoạt.
Cái vụ án này, thưa quý vị, nó chằng chịt nhằn nhịt liên quan tới các cái phe cánh ở trong đảng. Và nếu xử lý cũng khó, mà không xử lý cũng không thể không thực hiện. Thưa quý vị, những cái tài liệu chúng tôi có trong tay hiện nay, nó còn nhiều chi tiết, nhưng có lẽ nếu nói thì nó dài quá. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.